Mẫu loa hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn đó chính là mẫu loa 4 tấc đến từ hãng Canayo, model là P1500. Dòng loa này được thiết kế với công suất lên đến 1500W. Loa kéo Canayo là sản phẩm lý tưởng cho những buổi tiệc và sự kiện cần âm thanh mạnh mẽ và sống động. Với thiết kế dáng đứng, lớp lưới bên ngoài được sơn màu xám tĩnh điện chống rỉ, trầy, được đóng rất chắc chắn. Đằng sau lớp lưới, phía bên trên sẽ có một chép và một loa, phía bên dưới sẽ có một bass. Kích thước của bass là 40cm. Đặc biệt, đường viền của bass sẽ có màu đỏ, thể hiện nên năng động, mạnh mẽ, kết hợp với chất liệu thùng gỗ sân gai, miệng màu đen, chống trầy, mang vẻ đẹp vô cùng hiền bí và sang trọng. Sản phẩm được trang bị 2 micro không dây, loại chất lượng cao, lọc tiếng ồn và chống hú, cho phép bạn hát karaoke mà không ngần ngại về chất lượng âm thanh, đảm bảo sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người dùng. Loa kéo karaoke Canayo với độ nhạy là 85 dB, mang đến một âm thanh sống động với tần số là 40Hz đến 18kHz cho độ phân giải cao. Đặc biệt hơn hết, phía bên phải của chúng ta sẽ có một bảng điều chỉnh âm thanh vô cùng xịn sò, sẽ có đầy đủ các nốt và các thiết bị để chúng ta có thể điều chỉnh âm thanh một cách tốt nhất theo ý của mọi người. Và tại clip sau, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách điều chỉnh âm thanh bằng bảng điều khiển một cách tốt nhất và hợp lý nhất. Quay lại với thiết kế của loa, dòng loa 4 tấc này sẽ không có tay kéo, mà xung quanh loa sẽ có chỗ để tay để chúng ta có thể mang loa đi, kết hợp với vùng bánh xe cao cấp vô cùng dễ dàng di chuyển, đi du lịch, picnic, đi chơi xa. Thời gian sạc pin sẽ là trong 3 tiếng và chúng ta có thể dùng được từ 4 đến 5 tiếng. Loa này sẽ có kích thước là 56, 52, 80cm, nặng 37kg, được sản xuất tại Việt Nam, bảo hành loa bass, chép và vĩ bo, mạch chính là 12 tháng. Với dòng loa này, chúng ta có thể kết nối được cổng USB, cổng micro, SD, cũng như là kết nối Bluetooth chuẩn 5.0 bắc xa tới 15m. Và link sản phẩm mình sẽ để phía bên dưới. Nếu mọi người có nhu cầu thì hãy ấn vào link này để tham khảo nha.